Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ năm 26 Tây Tháng Giêng năm 2017, tức là 28 Tết. Trước khi chương trình Khai Dân Trí bắt đầu, hôm nay là chương trình Khai Dân Trí số 38. Cũng như thường lệ, Lisa mời tất cả quý vị và các bạn hãy lắng nghe một bài hát, một ca khúc nói về xuân. Đó là bài ca Tết cho em. Mời quý vị và các bạn lắng nghe. Là hoài thương. Chào Lộc Nguyễn. Happy New Year nha. Tết này anh không thèm keo mứt vì đã có môi em thơm ngon tựa sen. Việt Nam các bạn thấy có vui không? Tết nay không có đốt pháo nhưng mà có nghe tiếng của em cười được không vậy? Hả? Có nghe không? Chắc Lisa nghĩ không có nghe rồi đó. Hả không? Coi coi. Lisa mới có một người đưa cho Lisa một tin nha. Báo chí chưa có đăng. Chị Lisa ơi, chị Lisa, câu chuyện này vui nè chị ơi. Hôm nay tại cầu vượt Quang Trung, một xe chở hàng hóa chất cực độc của tàu cộng tới cầu thì bị vỗ thùng hàng hóa
chất độc lên người dân, đi qua ai ngửi cũng phải điều xỉu và nhập viện hơn 20 người. Nghe nói hóa chất này là cực độc, dùng để mà ngâm thức ăn vào dịp Tết. Ta nói nó vui như là ngày trảy hội, chị ơi là chị. 20 người hả em? Chị nghe nói là mưa hôm qua đó, em nó rã rồi hết trơn. Mưa ngày hôm qua tao nói hả? 28 Tết con mẹ gì mà mưa lớn khủng khiếp luôn, qua Huệ, qua Cúc, qua Mai gì nó trôi giặt hết trơn. Ở bên đây đó là chị cũng như mọi người đang vận động làm sao để cho chính quyền của Donald Trump phải đưa thằng đảng đĩ này vào danh sách là cấm vận. Bởi vì sau khi ông Bill Clinton đã ký cái lệnh xả cấm vận rồi, bây giờ nó đàn áp, nó cướp đất, nó đánh đập, nó bán đất nước Việt Nam cho thằng Tàu Cộng. Cho nên bây giờ bên đây người ta đang vận động và cùng phối hợp với nhân quyền của Liên Hiệp Quốc để mà đưa nó vào danh sách để cấm vận. Nếu nó còn tiếp tục nổi lên để tàn sát người dân thì kêu bằng là xử mày luôn nha. Chị ơi, chị lên tiếng giùm em đi. Chị ơi, nó đi đến từng nhà, nó kêu em không được kết bạn với chị. Khốn nạn ghê chưa, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy rõ không? Ở tại Long An nha, mấy thằng chó đẻ Long An, tụi bay coi chừng tao nha. Nha, tao chưa có vũ sổ cái tỉnh Long An của tụi mày nha, chưa. Nghe chưa, tụi bay đừng có mà giống này là chà đạp nha. Đưa tên tuổi thật sự âm thầm cho chị nha. Thằng chó đẻ công an ở chỗ nào, khu vực nào mà cấm các em không được quyền nghe chương trình của chị, đi đến từng nhà để kêu các bạn không được quyền kết bạn với chị Lisa, hãy cho chị biết tên tuổi thằng đó. Ngọc Hoàng vũ sổ tụi mày, nghe chưa. Tao đem tụi bay ra tới Liên Hiệp Quốc luôn, tao coi đặng đĩ nó có giống này là che chở tụi bay được hay không. Đồ cái thứ súc vật, nghe chưa. Nghe. Thằng Tàu Cộng hôm qua nó mình hùm răng sứa khi mà Donald Trump những này là chuẩn bị phê chuẩn quốc phòng cấm triệt để Tàu Cộng léo hạch tới những cái vùng đảo nhân tạo, kể cả Hoàng Sa mà Tàu Cộng nó đã cướp của Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ đó, nếu Hoa Kỳ mà đã phong tỏa cái vùng đó rồi thì cứ để ở đó, hoặc tạm thời giao cho thằng Đài Loan nó giữ, chứ không đưa lại cho thằng chó đẻ đảng đĩ giữ. Cho nên tụi bay đừng có chơi cái màn mốc dại mà tụi bay ngồi tụi bay im ru, tụi bay để cho Hoa Kỳ đem bom đem đạn qua quánh với thằng Tàu để xong rồi tụi bay cướp công mất công mệt lắm. Cái đảng chó, cái đảng đĩ, cái đảng mốc dại, tụi bay khôn ranh, tao dừng đầu tụi bay. Tụi bay đừng có đặt, tao gửi thơ lên chính quyền Donald Trump rồi. Khi mà không còn cái đảng đĩ của tụi bay, một chế độ nào đó bắt đầu đứng ra hoặc là lên thay thế để cho người dân ở Việt Nam có toàn quyền, có tự do, có dân chủ rồi, thì lúc đó vấn đề là cái bằng là mới là vấn đề là mới làm được nha. Lúc đó mới trao trả lại được. Cho nên quân đội cũng chuẩn bị đi là vừa rồi đó. Thằng chó đẻ những này là Nguyễn Phú Trọng nó đi về rồi, nó đang họp gấp để mà nó coi có thằng nào mà chuẩn bị mà những này là nhen nhớ mà đứng lên bắt đầu là cái bằng là nó bắt đó. Cho nên sớm hay muộn là cũng mới là quậy lên luôn đi, đập mẹ nó luôn đi, chặn các tuyến đường hết nha. Chị Lisa ơi, chị Lisa, em nghe nói tụi Dư Luận Viên nó đưa một cái thằng nickname là Cowboy Cado 35. Thằng xúc vật chó đẻ này nó luôn luôn ở trong room xã hội chủ nghĩa, tức là xuống hàng chó ngựa. Nó chửi người ta nặng lắm chị. Nó vừa chửi vừa spam mình nên không ai dám nói hết. Riết rồi không ai dám vô coi nó nữa. Thì thôi để cho nó chửi cho con gái mẹ nó nghe đi, cho thằng cha con gái mẹ của nó nghe. Các em có nhắn lời cho nó nói đi vô trong YouTube coi chị Lisa. Chị Lisa đào mồ quốc mã tiên nhân tổ đường 36 họ cha 33 họ mẹ mày lên. Mấy mày vô đây đi, mày là cu boy cu béo gì mày vô đây. Mày đặt, mày ngon thì mày đưa cái mặt mày ra, mày đưa tên tuổi mày ra, mày đưa cao tạng cố tổ mày ra, để mà tao đổ máu ở trên đầu của những này là dòng họ mày luôn. Đồ thằng xúc vật chó đẻ mày. Mày lên đó mày vô mày chửi, mày núp sau cái monitor mày chửi mày làm gì nhá. Giống như là mấy cái con chó mà giống này là Dư Luận Viên ở trên đây cũng vậy đó. Vô đây mà giống này là núp trong cái monitor không mà không dám trường mặt ra, không dám đi ra nói. Nó cho ăn cất riết đầy ngục rồi hay sao? Không dám lên trên đây nói chuyện hả?
Người ta ở bên đất nước Đại Cộng Quốc, người ta lên chương trình, người ta nói biết bao nhiêu người ủng hộ, bưng bô cho Đảng Cộng sản Việt Nam mà gan dạ lắm, xong dám lên. Lisa thấy ngộ ghê, Lisa còn mong cho ở Việt Nam nó ra nhiều cái chương trình livestream để mà những này là chống đối Lisa, để cho những người dân trong nước người ta bắt chước theo, người ta dựa lên những cái chương trình livestream để người này nói ở kia nói hả. Rốt cuộc là có một hai thằng xúc giật đầu trâu mặt ngựa lên nói chuyện riết mày lèo tèo, không ai coi, bây giờ mẹ rút mẹ xuống hết trơn rồi hả, lấy xuống hết rồi hả, sợ người ta nhìn cái bắt mặt của mình đẹp quá hả, mình ăn nói y như là quần què chứ khi đủ chứ nó sợ rồi hay sao hả, đồ cái lũ chó chết. Bà đặt lên đây nói chuyện với tao nha. Cho nên em yên tâm đi, những con chó nào mà không dám ra bắt mặt, những con chó nào mà không dám những này là làm cái điều gì hết trơn, em đừng có để ý tới. Kể cả cái đảng đỉ cái kia mà chị còn không sợ nó nữa. Các em thấy không, chị ra rã chửi nó mà nó còn không dám đăng lên báo chí nói một cái điều gì mà về chị Lisa thôi. Thì chị đâu có chấp mấy cái thằng vô thủ vô thuật này, chị đâu có chấp nhận mấy cái thằng có chó này, mấy cái con chó này đâu mà em lo nha. Hiểu chưa? Bây giờ Tết năm nay ở Việt Nam thê thảm dữ lắm, trộm cướp đó hả, tao nói nó đang trở thành một cái quốc nạn ở tại Việt Nam rồi. Đi ra ngoài chợ qua hả, tao nói nó giật phone hả, cô gái cái mặt méo xẹo khóc, tao nói mướt mát hết rồi. Xuân đinh dậu mừng quá, mẹ làm gà vàng, gà đẻ trứng vàng đâu không thấy, mẹ nó đi ra ngoài chơi, mẹ nó giật mẹ cái điện thoại luôn. Ra nó liếc ngang liếc dọc, mẹ nó móc bóp luôn. Tao nói cái xã hội nó khốn nạn như vậy, đó lãnh đạo hay quá đó, cai trị hay quá đó. Rồi bây giờ người ta không treo cờ, đi vô nhà bắt người ta treo cờ, người ta không để hình bàn thờ thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, thì lại từng nhà kêu người ta những đây là kêu bằng lập bàn thờ lên, nó thấy không? Tao nói rồi, cái đảng đỉ tụi bay đừng có làm trò như vậy nữa. Người ta mà những đây là kêu bằng chỉ cần no ấm thôi, tụi bay khỏi cần kêu người ta cũng làm. Còn tụi bay cướp đất, cướp nhà mà tụi bay làm trò như vậy, bởi vì nó biết người dân Việt Nam là toàn là a vua không à. Hễ mà một cái xóm đó mà nó bắt buộc một người hai người để đem bằng thờ thằng chó đi Hồ Chí Minh là cả xóm phải hùa theo, phải làm theo đó, nó biết vậy đó, biết người dân Việt Nam mình chúng ta là như vậy đó. Ví dụ như là bây giờ nó hù nhà này, chúng ta là kêu bằng là không treo, nó bắt một người cái là nguyên một xóm sợ mẹ nó trơn, treo lên nó trơn rồi. Vậy thôi, người dân Việt Nam mình là chuyên môn là cái chiêu đó đó. Cho nên Lisa kêu gọi tất cả các đảng phái, tất cả các chính trị, tất cả các tổ chức phải tận dụng triệt đề. Khi có một cái ngọn lửa hay là một cái nhóm lửa nào mà len lối mà xuống đường biểu tình thì tất cả chúng ta mạnh dạn ào ạt đi ra để mà bảo vệ, ngăn tất cả những con đường không cho xe chữa cháy vào để mà vấn đề là xịt nước cay vào đồng bào, trội bơm xăng trước khi nó đi vào vấn đề là trung tâm của những người biểu tình. Chẳng hạn như ở quận nhất người dân ào ào đứng lên biểu tình thì chặn nó từ ở quận 3 rồi kia chặn tất cả hết những cái đường mà những là xe lửa của nó tới là kêu bằng cầm bơm xăng mà chọi cho nó chết mẹ nó đi. Ở các nước ở bên đây đó, người dân đứng lên được quyền sử dụng bơm xăng, bởi bơm xăng hay là bơm khói hay là dùng những cái vấn đề là vật dụng đó, người ta nói đó chỉ là một cái vật mà để tự vệ cho người biểu tình. Nếu như nhà cầm quyền mà đã dùng tới những cái xe cứu hỏa, dùng tới những cái xe vấn đề là kêu bằng đó là để mà đàn áp người dân Việt Nam, thì người ta được quyền người ta chống trả lại. Cái quyền chống trả lại là trời đất sanh ra con người phải có quyền chống trả lại, chứ không phải giống như là một cái đất nước mà vấn đề là khốn nạn mà các em học ở trong cái mái trường xã hội chủ nghĩa mà người ta đánh hoặc là nó dè xéo các em ngồi làm thinh đâu. Ở bên Mỹ này không có chuyện đó đâu. Ở bên Mỹ này mà nguyên một bầy mà tới mà quánh một em học sinh hay là quánh một người đó rồi, người đó vấn đề là một là phản kháng, hai nữa là người đó vấn đề là sau này cầm súng mà lia ở trên, nó không giống như Việt Nam mà ngồi mà làm thinh đâu. Hiền đến nỗi mà để cho nó giả ngang giả ngược vậy, không có cái chuyện đó xảy ra nha. Đó, bây giờ các bạn đã thấy sáng mắt rồi đó. Cả một đất nước, cả một chế độ băng hoại cả. Trong cho vào những cái dịp Tết nhất như thế này thì Lisa nhận được là trời ơi chị ơi, đi ra đường ham ta nói nó trộm cắp không thể tưởng tượng được chị ơi. Cướp giật bây giờ nó ngang ngược đến mức độ mà nó đi vào trong nhà để nó cướp luôn nữa chị ơi. Nó có hàng nóng luôn nữa chị ơi. Bây giờ công an với giang hồ không biết ai là ai, nó cởi cái bộ đồ công an nó ra, nó là giang hồ cũng không chừng, hoặc một thằng giang hồ mặc đồ công an cũng không chừng. Giả làm công an đi trong dịp Tết này,
khi nào có những cuộc biểu tình xuống đường á, các em giả bộ mặc đồ công an đi, mấy anh giang hồ ở Việt Nam đó, hoặc những người nào gan gan nó mặc đồ công an, trong lúc nổi loạn đâu biết ai là ai đâu, ủa mẹ nó thằng công an nào, thằng dân phòng nào mà nó bắt đầu nó cung ta, nó quánh người dân, thì bắt đầu người công an này tới, bắt đầu là kêu bằng là la làng, giọng vô mặt nó chết mẹ nó liền tại chỗ, quánh nó liền tại chỗ. Mấy thằng dân phòng, mấy thằng chó đẻ, mấy con chó mà vấn đề là kêu bằng là mẹ nó lập công á, nó thấy có cái bộ đồ quân phục công an là nó sợ à. Bởi vậy mà cho nên chơi cái màn như vậy đi, chỉ hiến kế cho mặc đồ công an đi ra đó trà trộn với cái lũ an ninh công an để mà vấn đề là đứng lên để mà đập chơi gan như vậy đó. Ừ? Vậy đó. Ta thấy thằng công an nào mà hiện lại ta thấy đồng chí là biểu của đồng chí đủ má tao quật ngang xuống và tao cầm súng tao để cái đùng cái bàn tay ngã xuống tao giật súng của mày luôn tao bắn tiếp tục nữa. Cầm giật lo tao la làng lên mày bỏ tao mất dạy nha. Trong một cái chế độ mà người vấn đề là ngày bây giờ đó các bạn nhìn thấy đi, thấy một cái đất nước nó như thế nào. Vậy mà người dân Việt Nam hở mở miệng ra cái trời ơi là trời à, đất nước vui lắm này kia nọ. Lisa Phạm ơi, kính chào bà. Theo tôi được biết các trang mạng thì bà là người đứng lên đòi thay đổi chế độ, lật đổ chế độ độc tài của Cộng sản à? Sao? Bà là người đứng lên đòi quyền lợi của nhân dân có đúng không? Đúng. Sao? Thử hỏi, đất nước đang yên bình thế này còn muốn gì nữa? Ăn cứt gà, đi vô trọng chết đi hả? Đồ cái con quỷ cái Nguyễn Minh Tâm nha, đừng có vô đây mà nhắn tin cho tao cái mẫn đó, nghe chưa? Mày thấy đất nước có yên bình không hả? Con mắt mày hay là hột nhãn, lỗ tai hay là nắp mèo? Mày thấy tàu nó qua nó tràn lan vậy hay không mà mày nói với tao là đất nước yên bình hả? Đồ cái tướng ngục ngu, mày gửi những cái tin nhắn cho tao chửi cha mắng mẹ mày đó, con Nguyễn Minh Tâm kia súc giật mày. Bà càng nói tôi càng căm thù cái Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa nó giết đĩ mẹ mày hay sao mày căm thù hả? Việt Nam Cộng Hòa nó giống này là nó giết gái mẹ mày phải không? Mày căm thù hả? Hả? Tôi đéo binh cái thằng cộng sản vì nó đéo cho tôi gì cả. Còn bà muốn đứng lên lật đổ chế độ thì nằm mơ đi. Ừ thì tao cũng nằm mơ đó. Tao đang nằm mơ nè. Để tao ngồi tao coi. Tao nằm mơ tao để có thằng Tàu nó tràn vô nó lấy của tụi bay hay sao? Mày không phải cộng sản mà mày cũng không ưa Cộng Hòa, vậy mày là cộng lâm của thằng Tàu Cộng phải không? Phải không? Mày mong cho Tàu Cộng nó vô để nó lấy nước Việt Nam phải không? Phải không? Chứ bây giờ mày nói là mày cũng đéo ưa về thằng Cộng sản mà bây giờ mày cũng là vấn đề là căm thù Việt Nam Cộng Hòa, vậy là mày là thằng Tàu Cộng, mày là cộng lâm của nó phải không? Phải không? Đồ thứ xúc giật vô đây cũng đặt góp ý với tao, đưa câu hỏi lên mất dạy. Bà con đất nước mình chịu quá nhiều đau khổ rồi thì bà đừng cho người dân mình khổ nữa. Ai làm cho người dân đau khổ hả? Nếu không phải cái đảng đĩ mà vấn đề là cướp đất cướp nhà người ta, người dân có khổ không? Lisa ở bên Mỹ này, bộ tao làm cho người dân đau khổ à? Mày nói chuyện ngục vậy? Ai làm cho dân tộc Việt Nam đau khổ ngày hôm nay? Ai ký lệnh để cho thằng Tàu tràn lan vô nước Việt Nam để bỏ độc cho người dân Việt Nam? Ai là người ra lệnh mà để mà vấn đề là kêu bằng là xu cao thuế nặng để cho người ta làm ăn vấn đề là điêu đứng ở Việt Nam? Ai là người mà rượt người ta bỏ chạy, bắt người ta phải đưa tiền, còn bằng không là người ta buôn bán là tịch thu thảy mẹ lên trên xe? Ai làm cho người dân đau khổ? Ai làm cho học sinh đau khổ? Ai làm cho đời sống người dân đau khổ? Ai làm cho đất nước đau khổ? Mà mày hỏi ra mày bắt đầu quen theo cái luận điệu mất dạy của mấy thằng già mà chết rồi đó. Từ thằng Lê Dũng, những cái thằng chó đẻ đó, đó bắt đầu tụi bay quen theo cái thói nó mất dạy. Cái lũ mà cái chó đẻ của tụi bay là toàn là cái lũ ăn cứt gà không biết cái đéo gì nha. Bà con đất nước mình chịu quá nhiều đau khổ rồi, ai làm cho đau khổ hả? Lisa làm cho đau khổ à? Lisa ở bên đây, Lisa có ra cái lệnh nào để cướp đất của người dân không mà làm cho người dân đau khổ hả? Bà đừng bao giờ làm cho người dân đau khổ thêm nữa à, bởi vì bà mong muốn chiến tranh lắm sao? Chiến tranh nổ ra thì người dân càng khổ thêm nữa. Thì bây giờ không nổ ra chiến tranh để cho cái lũ tà của mày tàn đi qua để mà lấy mẹ nước Việt Nam rồi giết người dân Việt Nam bằng chất độc hết trơn, phải không? Phải không? À, bây giờ học chịu đứng lên đi, nằm đó đi, cho nó lại nó cứa cổ cho ngọt chút, giống như mấy con gà công nghiệp vậy đó, cứ việc xếp hàng rồi nhảy lên trên đoạn đầu đài rồi nó cứ phạt ngang cái đầu ngọt liệm vậy đó, cộp 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 hết trơn vậy đó, phải không? Phải không?
phải không? Vậy là ok đúng không? Người dân bây giờ tận cùng vậy rồi cũng cậy mẹ nó phải không? Vậy là sung sướng lắm đó phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Cái con hay thằng Nguyễn Minh Tâm, mày phải nhìn ra trước khi mày gửi cho tao những cái tin nhắn này nha. Lisa là một người ở bên Mỹ, cuộc sống xa hoa như thế này, Lisa không bao giờ làm khổ dân tộc Việt Nam dù chỉ một người. Tiếng nói của Lisa nó giống như là tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả những ai kia ở tại Việt Nam đừng quá mê muội mà phải cúi đầu nghe những cái luận điệu tuyên truyền láo khoét của Đảng Cộng sản Việt Nam mà quên rằng mình đang ở trong cái địa ngục A Tỳ. Hiểu chưa? Tiếng nói của Lisa là một tiếng nói mà nó vang vọng vào tất cả tiềm thức của người ta. Tiếng nói của Lisa giống như là một liều thuốc để mà cho người dân Việt Nam uống để mà tỉnh dậy, không còn bị sốt, không còn bị sạc, không còn bị mê muội ở trong cái vấn đề là kêu bằng là cái nhà thương mà của Đảng. Hiểu chưa? Người dân Việt Nam rất là cảm ơn tiếng nói của Lisa, kể cả những người có lương tâm và lương tri ở tại Việt Nam, bởi người ta nhìn ra sự thật. Lisa không có nắm trong tay bất kỳ một chức vụ nào cả, nhưng mà tấm lòng của Lisa nhìn thấy dân tộc Việt Nam đang quằn quại đau đớn trong một chế độ, mà chế độ đó là một chế độ bất nhân, một chế độ không có vì dân tộc, một chế độ không vì đất nước, một chế độ mà nó bán dân, nó bán đất nước như vậy thì làm sao mà nó thương dân, nó thương đất nước đây? Ngay cả dòng họ đồng chí với nó mà nó thanh trừng bây giờ phải bỏ chạy, ôm của chạy đi lấy người cái kia. Càng ngày có nhiều những thành phần bỏ chạy đi cái kia. Rồi Lisa nhận được một cái bản tin là những cái trại giam mà nó nhốt những cái phạm nhân đó, bây giờ nó bắt đầu nó lấy tiền nó mua 21 cái tủ để mà đông lạnh. Nó nhập toàn là những cái đồ ăn mà thực phẩm quá đắt của thằng Tàu. Nó nhận chỉ thị của thằng Tàu để mà đem qua để mà cho con dân Việt Nam, những thằng mà giang hồ phạm nhân mày ăn mày chết mẹ mày đi, tao cho mày bỏ tật mày. Bởi vì cái thành phần này sau này mà nếu nó đưa dân Tàu vô mà nó thả cái thành phần này ra thì cũng ăn trộm ăn cướp, nó thấy rằng không có gì hết trơn, cho nên nó mượn bàn tay của thằng chó đẻ đảng đỉ để mà thanh trừng diệt mẹ nó đi. Cho nên những người nào mà ở tại Việt Nam mà vấn đề là kêu bằng là đi ăn cắp ăn trộm mà lỡ bắt vô trong tù đó, mà người nào ngoan ngoãn ở trong tổng đi rồi chết mẹ, không chịu đoàn kết, không chịu nghe lời của Lisa để mà tụ tập lại để mà phá tù, giống như là ở tại vấn đề là kêu bằng là trại cai nghiện như đó, đi thông dong đi ra ngoài đéo cần sợ luật pháp con mẹ dưới trơn. Bây giờ nó chuẩn bị nó đem đồ độc vô tới trong trại giam để nó giết cái thành phần này. Lisa nhận được một cái mật lệnh đó là bây giờ nó ngồi nó họp rồi, hỏi về những thằng phạm nhân ở tại Việt Nam thì sao. Thì thằng đảng đĩ nó nói rằng đó là xã hội thì quá bất công rồi, bây giờ xã hội Việt Nam không có công ăn việc làm, bởi vậy cho nên về những cái thành phần mà người ta nói rằng bần cùng phải sanh ra đạo tặc thôi, cho nên bây giờ ở Việt Nam nói về mà tội vấn đề là hành xử nó nhiều dữ lắm. Băng đảng cướp giật xì ke ma túy gái gú cờ bạc rượu chè lừa đảo nó nhóc có trơn. Bây giờ sao vậy? Thì thằng Tàu nó nói thôi bây giờ mày cứ nhốt vô trong trọng đi, rồi bây giờ nó âm thầm nấu đồ ăn trại cho nó ăn, tao đem tao gửi đồ độc qua để cho nó ăn từ từ thuốc cho nó chết đi. Nếu mà nó ở được 1-2 năm thả nó ra rồi thì cũng có độc ở trong người nó, từ từ nó cũng chết mẹ nó luôn. Chứ để cái thành phần này sống sau này mà người dân của Tàu Cộng mà có di dân qua ở thì nó ra đường nó cũng cướp những cái vấn đề là kêu bằng là nhà buôn của người Tàu Cộng thôi. Bởi vậy cho nên bây giờ nó giết một cách khoa học. Cho nên hôm nay Lisa nhận được cái tin này để gửi tới những người nào mà giang hồ ở tại Việt Nam, những người nào mà đã từng vào tù ra khác thì hãy truyền tay với nhau mà phải đứng lên mà lật đổ, đứng về nhân dân mà mạnh mẽ lên mà để không còn sợ nữa nha. Còn ngục còn ngu thì cứ việc nằm đó mà chết đi, nghe chưa? 21 cái tủ lạnh mà bắt đầu nó chuẩn bị nó chứa ở trong Chí Hòa hoặc là các cái khu phân trại nó chuẩn bị nó giết chết, bởi vì nó không có còn tiền nó nuôi nữa. Đảng đĩ nó không còn tiền nó nuôi nữa.
Mặc dù nó đem những thằng phạm nhân này vô, những thằng này vô đi làm lao động, đập điều, làm lát, thiêu thùa, ma giá, để cho những cái thằng mà vấn đề là giáp thị trại nó gom tiền đó thôi, nó làm ăn nó gom tiền mẹ nó vậy thôi. Chứ nó đâu có đưa lên trên cấp trên cho vấn đề là cục quản lý phạm nhân đâu. Cho nên cục quản lý phạm nhân phải đưa ra nuôi một thằng tù vậy đó là bao nhiêu tiền. Một tháng phải có 12 kg gạo, rồi tiền đốt, chất đốt đó kia nó quy ra. Nhưng mà đi xuống tới với cái thằng phạm nhân rồi là một tháng này còn có 5 kg thôi, nó ăn giọng mẹ nó trơn rồi, mỗi một ngày nó bới chén cơm nó cho ăn như là mèo hủi vậy nè đó. Mày ăn được, mày ăn không được thôi, gia đình của mày sợ chết quá thì đi thăm nuôi đi đó. Tao mở ra lịch trình thăm nuôi, một tuần thăm nuôi một lần hoặc là 2 tuần đi thăm nuôi một lần để mà lên đưa tiền cho mày để cứu trợ với tao. Nó nhìn nó thấy thằng nào mà không có gia đình thăm nuôi đó, trời mấy thằng phạm nhân nó ác lắm. Trời chị ơi, chị nhận được tin rồi. Nó vô nó nhìn nó coi thằng nào mà cà khu mà không có gia đình tâm nuôi đó, nó biết rồi ha. Thì nó biết là người Việt Nam có thể thương với nhau, đùm bọc với nhau, cho nên thằng có thì nó lo cho thằng những này là một nắm khi đói bằng một gói khi no. Lá lành đùm lá rách, bây giờ vô tù rồi lá rách đùm lá nát luôn nữa. Bởi vậy mà cho nên nó là gia đình nào mà có tâm nuôi đó, nó yêu cầu nó trời vô đây thăm nuôi đi nè, trời ở trong đây cho nấu thoải mái đó nha. Mua cá sống, mua khớp đồ kia vô, đưa cho nó nấu đi, tổ chức nó ăn uống vui vẻ đi nữa. Rồi vô trong tù, bắt đầu là những cái dịp Tết này trong tù, Lý Sàng nghe kể nó buồn quá, nó khóc ở trong trọng. Bắt đầu là cái bằng là nó ngồi bắt đầu là nó đập bồn, đập bát ở trong trọng. Nó bắt đầu là cái bằng là mẹ nó trong trọng thì chỉ lấy hai cái muỗng, bắt đầu là chập với nhau mà gõ cốc cốc cốc, hoặc là lấy cái thao hay cái mũ gì đó đập cái mền lại, bắt đầu là đập ầm ầm, bắt đầu là ngồi ca hát ở kia trong trọng thôi. Nhưng mà không có biết được là mưu mô, bởi những người giang hồ họ không có cái đầu về chính trị. Thậm chí họ vô tới trong tù rồi, cái đảng đĩ đã bắt rồi mà vẫn làm ăn ten khai ra đồng bạn, đồng bọn của mình. Cho nên cái đảng đĩ nó chửi cái đám giang hồ ở Việt Nam toàn là một cái lũ ngục, một cái lũ giang mai bệnh lậu thôi. Không có thằng giang hồ nào mà có cái đầu óc về chính trị cả. Ngày xưa trước 1975 đó, giang hồ mà Mã Thầu Dậu, Đại Ca Thai đó là những người giang hồ mà người ta có đầu óc chính trị, tức là người ta lấy của những thằng mà vấn đề là nhà buôn giàu để người ta chia cho người nghèo. Người ta không bao giờ lấy của cải của người nghèo đâu. Nhưng mà bây giờ mà xã hội Việt Nam mà giang hồ ở Việt Nam bây giờ đó hả, đại ca đó là toàn là giang mai bệnh lậu không à. Chuyên môn lấy nhà giàu thì toàn là nhà của mấy thằng công an chó đẻ không dám lấy, lựa những bà già nào mà bán vé số đó rồi lại bắt đầu giáo bộ kêu đưa cọc vé số, rồi giật mẹ cọc vé số người ta chạy đi để cho những này người ta ngồi ta khóc kêu trời kêu phật đợt phật lên vậy đó. Hoặc là đứa nào mà bị què một chân nó mà chạy cà lết nó lại bắt đầu nó dụ nó lấy tiền thôi à. Đến nỗi một anh đánh già mà có con chó thôi, nó cũng bắt con chó để mà đụ mẹ nó chạy đi để cho bác để mà nó lấy tiền nó ăn nữa. Nó dơ dãi như vậy đó, chứ không phải mà giang hồ mà hiệp nghĩa như là giang hồ của Hồng Kông đồ kia mà trong phim các bạn coi đâu. Bây giờ giang hồ tại Việt Nam hả, tao nói hả, ngày xưa đó thì vấn đề là đại ca đồ kia là trung thành với nhau, chứ bây giờ nó bán đứng đại ca của nó luôn đó, chứ đừng có bà đặt mà giỡn mặt với nó. Vô trọng chỉ cần tiền là trên hết thôi. Sợ quá, vô trong trọng vấn đề là kêu khai ra, khai mẹ đó hết, làm ăn ten khai ra hết. Bao nhiêu thằng móc túi giật đồ đồ kia mẹ, rồi nó biết mà nó khai sạch sẽ xanh xanh ra. Mấy thằng chó để ăn nên mấy thằng chó để phòng cảnh sát thử nó ngồi nó cười. Được, tốt lắm. Anh đã vấn đề là kêu bằng là sẽ được nhận mức án khoan hồng nhé. Đó, khoan hồng. Thay vì là 6 năm thì bây giờ ở chỉ 3 năm thôi. Đó, nó giá bộ vậy đó. Rồi vô ở đúng 3 năm mà nó thả ra. Nhưng mà thiệt ra nó đã bắt được tao, nó đã biết được tao được 50-60 thằng nữa rồi. Vậy đó. Cái xã hội nó cứ vậy mà nó đè đầu cởi cổ, nó nắm đầu nắm cổ thôi. Cái xã hội Việt Nam mà chỉ có những người thông minh mà nhìn ra được sự thật rồi đó mới thay đổi được càng khôn. Còn bây giờ mà cái đảng đĩ nó đã làm như vậy rồi, nó đã làm cho người dân Việt Nam ngục như vậy rồi nha. Cho nên mày đừng có mà đặt vô đây mà mày đặt những cái câu hỏi cho tao là đất nước mình chịu quá nhiều đau khổ rồi, bà đừng có cho đau khổ nữa. Bà muốn gì thì bà hãy nên về Việt Nam để giúp đỡ Việt Nam đi. Tôi nghĩ nhà nước Việt Nam lúc nào cũng dang rộng bàn tay để đón những người như bà. Bà có tiền thì bà cũng nên gửi về Việt Nam để giúp nền kinh tế đi. Tại sao bà ở bên đó mà bà tạo dựng kênh phản động? Tao thành lập cái kênh phản động là tao muốn đập vào cái đảng đĩ đó. Mày hiểu không, Nguyễn Thanh Tâm? Hiểu không?
Nó nói rằng là nó có người nó qua đây nó làm việc với tao, cho nên tao mới thách thức nó, tao mới mở ra để tao coi coi nó có tới đây nó đụng tới cộng lâm của tao không. Mày hiểu không? Chưa? Đó. Đây nè, các bạn nghe đây nè. Đó. Chị Lisa ơi, chị mở một cái bản tin ngắn này cho mọi người dân Việt Nam người ta nghe và người ta biết hội nhân quyền cũng như Liên Hiệp Quốc nói gì, và yêu cầu người dân đừng run sợ đảng đỉ nữa mà cùng nhau phải đoàn kết tạo thành sức mạnh. Đã đến lúc người dân phải đứng lên và đòi những quyền của mình. À, cảm ơn em, hay lắm. Để coi bản tin gì đây, chị coi coi để cho người dân Việt Nam nghe. Văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại châu Á hôm nay công khai trên trang mạng xã hội Facebook của cơ quan này quan ngại về việc chính quyền Hà Nội bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền và dân oan bà Trần Thị Nga, còn biết đến với tên Thúy Nga. Hôm ngày 21 tháng Giêng vừa qua, ngay tại Tư Gia ở Hà Nam, bà này bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại châu Á, Điều 88 dùng để buộc tội vi phạm an ninh quốc gia và mức án tù có thể từ 3 đến 20 năm. Điều khoản này cho phép biệt giam bà Trần Thị Nga trong suốt thời gian điều tra mà có thể dẫn đến nhục hình vi phạm Công ước chống tra tấn mà Việt Nam phê chuẩn vào tháng 2 năm 2015. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại châu Á nhấn mạnh trong những năm qua từng lên tiếng đối với một số trường hợp tương tự liên quan đến bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Năm ngoái, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc ông Zita Al-Hussein kêu gọi chính phủ Việt Nam bãi bỏ các điều luật vi phạm các chuẩn mực nhân quyền quốc tế, gồm các điều 88, 79, 87 và 254 cũng như 258 của luật sự Việt Nam. Cũng liên quan đến vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga, 16 tổ chức xã hội dân sự độc lập và hơn 500 cá nhân trong và ngoài nước hôm qua 23 tháng Giêng cho công khai một bản tuyên bố khẩn cấp với nội dung khẳng định trong những năm qua bà Trần Thị Nga kiên định đấu tranh cho các quyền cơ bản của con người cũng như cho xã hội Việt Nam tiến bộ, dân chủ, văn minh và cường thịnh. Các tổ chức xã hội dân sự độc lập và những người ký tên xác định việc làm của bà Trần Thị Nga hoàn toàn phù hợp với pháp luật Việt Nam, đồng thời yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Nga, cũng như chấm dứt mọi hành vi đánh đập, xúc phạm trong thời gian giam giữ và sau khi trả tự do đối với bà Nga. Một nhà hoạt động khác còn lên tiếng đòi đi tù thay cho bà Trần Thị Nga như Facebooker Hoàng Dũng, Bạch Hồng Quyền. Xin được thưa thêm, bà Trần Thị Nga, 40 tuổi, từng là công nhân xuất khẩu ở Đài Loan. Bà lên tiếng đòi hỏi quyền lợi cho những công nhân bị lừa khi lao động nước ngoài. Bà cũng đồng hành cùng những người dân bị mất đất đai, nhà cửa một cách bất công. Bà tham gia hoạt động một số nhóm xã hội dân sự độc lập và có mặt trong những cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam tại Biển Đông. Bà từng bị hành hung đến thương tích hồi giữa năm 2014 ở Hà Nội. Cũng theo đây, chúng tôi yêu cầu tất cả chính phủ của Donald Trump cũng sẽ trong thời gian tới mạnh tay đối với đảng địa cộng sản Việt Nam, kêu gọi tất cả đồng bào toàn tổ quốc Việt Nam phải đứng lên để đòi lại công lý, tất cả những thanh niên cũng như là người trai tráng ở tại Hà Nội phải đứng lên, đặc biệt là ở tại Hà Nam, đập phá tan nát cả trại giam khi mà giam giữ bà Thúy Nga này. Ta bồi vô thêm cho mẹ nó ra, phát ngôn viên nó nói chuyện chưa có đúng, chưa có đủ trọng tâm, để tao bồi vô một cái để mẹ nó ra, tao cho tao bay biết mày nào là lễ đồ đồ chó đẻ mất dạy đáng đỉ của tụi mày. Chị ơi, chị không biết thằng quốc danh nào đầu trọc kìa, chị ơi, chị lên chị nói chuyện cho nó đi. Thằng này nó sao, nó đưa tin gì em cho chị nghe. Nó viết cho một bản tin ở trên tờ báo và nó kêu gọi sư phụ chỉ dạy nhiệm vụ năm mới nè chị. Trời ơi, thằng đầu trọc này chắc ma tăng quá. Mẹ nó tu không lo tu mà nhiệm vụ gì, để coi nhiệm vụ gì đây. À, trách nhiệm của người Phật tử nói chung và thanh niên Phật tử nói riêng trong việc bảo vệ đạo pháp và dân tộc trên mặt trận mềm. À, nghe thấy ghê không? Ủa, mẹ tu hành giờ nó biết ở trên mặt trận mềm. Ngày xưa tu hành người ta lo, người ta tu, người ta nghiên cứu giáo lý không. Bây giờ mẹ tu hành kiểu gì mà lên trên mạng ngồi lén phải không? Chui đầu vào đây nghe Lisa nói phải không? Cho nên tao bay biết mẹ tao nó phải không? Hả? Mấy thằng đầu trọc hả? Hôm nay tao chửi đầu trọc, tao chọc thầy chùa cho tao bay biết đủ danh ma tăng nha, những gã tăng thượng mạng nha. Vậy chứ phần cứng là phần nào hả?
À, tụi bay viết ra chứ này là cái bạn là bảo vệ đạo pháp và dân tộc trên mặt trận mềm. Vậy giờ mặt trận cứng là mặt trận nào? Mặt trận cứng là đưa mấy cái thằng Phật tử nào đẹp ra vô dọc cho nó cứng lên đó phải không? Hả? Rồi tụi bay nằm ở trên đó, tụi bay làm mặt trận cứng ở trên đó đó phải không? Đồ cái thứ mất dạy nha, quốc dân. Hiện nay những thế lực thù địch chưa bao giờ ngừng đánh phá đất nước ta, đạo pháp ta, nhưng những kẻ địch không phải đơn giản tấn công ta bằng đạn dược, bằng khẩu súng, mà đạn là từ lời nói của chúng mới khủng khiếp chứ. Nó đánh tan vỡ biết bao tâm hồn ngây thơ của người Phật tử, cho nên tất cả thanh niên và Phật tử tết hãy nên đi chùa để lễ Phật cầu may và nên đưa tiền vào hòm công đức, không nên nghe những thế lực thù địch để mà nói chuyện, hoặc là những lời nói của chúng vô cùng khủng khiếp. Đúng rồi, lời nói của tao khủng khiếp lắm đó, đó các bạn nghe không, thằng quốc danh nó kêu đó, vô chùa hái lộc rồi nhớ đưa tiền vô hòm công đức cho nó. Trời ơi là trời, tao nói mẹ nó, cái nói ra là lòi đó cái đuôi liền, nó tưởng người dân ngục lắm biết không. Rồi con nó viết gì nữa đây? Vì biết rằng tinh thần tư tưởng rất quan trọng trên mỗi người đệ tử của Phật, mang trong tim tình yêu đạo pháp, tình yêu dân tộc, tình yêu đảng và nhà nước. Đủ mẹ mày, nó lùi ra mẹ nó đây rồi. Nhìn chỉ cần cái câu mà vấn đề là tình yêu đạo pháp, tình yêu dân tộc, tình yêu đất nước, tình yêu đảng và nhà nước là biết mày là thành phần nào rồi. Đồ mất dạy, mày đặt lên đây viết ha. Chúng ta cũng phải là một chiến sĩ bảo vệ đạo pháp, luôn luôn bảo vệ dân tộc, và cũng phải bảo vệ đảng và chế độ này đó. Nhìn là biết rồi, mày tu hành mà mày kêu mọi người Phật tử phải là bảo vệ chế độ để cho mấy thằng chó đẻ công an bắt đầu nó đi cướp nhà người ta phải không? Mày tu hú hay mày tu gì mà mày ngồi để mày giết? Trời ơi là trời, ban trị sự nó mới thấy ghê nó. Nghe để coi coi sao, nghe mày nói là thấy là chán rồi. Chúng ta cũng phải là một chiến sĩ can cường, sẵn sàng cầm súng hoặc sẵn sàng khẩu chiến để bảo vệ đạo pháp và dân tộc trong những giai đoạn như thế này, nhất là trên mặt trận phần mềm. Những lời nói rỉ tai, những quan điểm, những câu comment hay những bài viết trên mạng, nếu chúng ta biết được hãy báo cho công an ngay hoặc báo cho cơ quan an ninh điều tra ngay. Chúng ta len lỏi vào những người bạn bè để coi bạn bè chúng ta như thế nào, để xem coi tư tưởng của họ có ủng hộ những tiếng nói trên mặt trận mềm ở nước ngoài để đánh phá đảng ta và đạo pháp ta không. Nhìn là biết thằng chó đẻ này là các bạn biết rồi đó. Đọc dài, đọc những cái câu là các bạn biết như thế nào rồi đó. Đó, các bạn thấy rõ ràng chưa? Mày khỏi cần la làng cái đám quốc danh mất dạy của tụi mày, biết chưa? Người dân bây giờ nó không có ngục nữa đâu, tụi bay đừng có đặt la làng lên cái đám ma tăng của tụi bay, cái đám súc vật, cái đám quốc danh nha. Tụi bay đó, tội tụi bay lúc kiếp tụi bay là những cái lũ mà bán bổ Phật pháp, biết chưa? Không có ông Phật nào mà tham gia vào chính trị cả, không có đạo Phật nào mà vấn đề là kêu bằng là yêu Phật là phải yêu luôn đảng cả. Không có đạo Phật nào mà bảo vệ đạo pháp rồi bảo vệ cái đảng đĩ mà nó đang bán nước cho Tàu như vậy, nó đồ ngục. Thằng Tổng Lũ đó nó đỏ đầu với thằng thầy chùa tụi mày, Tàu cộng mai mốt qua nó đập đầu hết tụi bay, mà tụi bay chắc cũng là những thằng đảng nó gà vô thôi. Những người tu chân chính người ta không bao giờ mà có cái chuyện mà những này là ở trong chùa mà viết những cái bài mà xã luận như thế này đâu. Mà ký tên là đạo pháp dân tộc, ban trị sự trung ương nó mới ghê. Nhục. Những ai tham gia trên mặt trận phần mềm đó phải là một chiến sĩ kiên cường quyết liệt mà bảo vệ đạo pháp và dân tộc cũng như đảng và nhà nước ta, chứ không được nói ộm cho qua chuyện, bởi kẻ địch rất tinh vi, rất khôn khéo, lời nói của kẻ địch vô cùng nguy hiểm. Chúng ta không ai có thể làm mày kéo hết Phật tử ra đi coi có ai nghe lời mày lên đây phản bác với tao không, có một mình đến tao thôi đó, thằng đầu trọc. Mày ra mặt luôn đi, tao coi cái mày là ai. Mày bây giờ có live stream đó, mày live stream lên đi tao coi mặt mày là ai. Mày lấy pháp danh mày có là sư gì, sư Hổ Mang hay là sư gì mày lên đi. Khỏi cần viết mày giấu mặt giấu mày như thế này. Mày kêu gọi kiểu này không có ai nghe đâu. Chỉ cần mày tu hành, mày nói chuyện, mày dạy cho người dân theo đạo giáo lý của Đức Phật. Ở nước Việt Nam 80% là theo Phật giáo. Người ta biết được kinh điển của Đại Thừa dạy người dân như thế nào.
quán niệm tứ niệm xứ người ta biết như thế nào rồi. Mày chen vô là đảng, là chiến sĩ, là đánh nhau, là phải giết những thế lực thù địch. Mày âm thầm đi vào để coi người ta vấn đề là như thế nào, để báo cho công an bắt người ta ở tù, đưa người ta vào con đường đau khổ như vậy. Mà vấn đề là mày cho mày làm bậc chân tu rồi mày lập lên đây mày ký mày tên là ban trị sự. Nói ra là biết như thế nào rồi nha. Cho nên những người Phật tử của chúng ta phải khôn ngoan, giả dạng trà trộn vào những thế lực đó. Và chúng ta giả bộ như là chống lại đảng ta để biết được những phần tử nào đi âm thầm với ta mà binh vực, thì chúng ta lại âm thầm báo rỉ tai đến các công an. Chúng ta đi đến công an để rỉ tai và chỉ nhà của bạn ta, số mấy, tên gì, rồi âm thầm chúng ta gài bẫy để đưa chúng vào, làm cho đất nước chúng ta lại vững mạnh và yên vui. Cho nên mỗi người Phật tử trong năm mới Đinh Dậu, chúng ta phải nên phát huy cao độ cảnh giác với những thế lực trên phần mềm, để chúng ta bảo vệ đảng và nhà nước, và cuối cùng là chúng ta bảo vệ Phật Pháp cũng như đạo Pháp dân tộc. Nói ra là nó sặc cái mùi rồi. Thời buổi bây giờ mà mày đưa lên những cái bài này, mày tưởng sao ở tuổi trẻ Việt Nam nó ngục hết trơn. Mày đưa lên những cái bài báo như thế này, đọc là mày ra đó, các bạn đó, người nào mà kêu bạn những này là ngu ngục đó thì đi vô trọng mà nghe nó nói đi. Nghe nó nói đi. Nha. Các bạn thấy ghê không? Đó. Mới đầu năm thôi. Mới đầu năm thôi là nó đã tung ra cái chiêu như vậy rồi. Tao nói ở Việt Nam bây giờ người dân á, tao nói tao không biết Lisa không có hình dung được như thế nào. Không hình dung nổi luôn đó. Nha. Không có hình dung được luôn. Quá trời quá đất. Chị ơi chị đào mồ cuốc mã chửi cha mắng con gái mẹ mấy thằng chó đẻ súc vật này đi chị ơi, là chị có 3 ngày 4 ngày Tết mà nó không để cho người ta làm ăn nữa chị ơi, là chị, trời ơi là trời, em chết rồi chị ơi. Chợ ở quận 7 phường Tân Phong thành phố Hồ Chí Minh nó tới nó luyện đồ em hết trơn rồi chị ơi. Ăn Tết sao đây chị ơi, là chị, trời ơi là trời, làm sao đây chị ơi, em tức quá. Bây giờ nếu mà có miền em cũng ôm em chạy vô cho nổ chết mẹ mấy thằng văn phòng chị ơi, là chị, em có súng trong tay em cũng bắn chết mẹ nó luôn, con em đói rồi chị ơi, là chị, Tết nhất tới nơi rồi mà nó ác gì mà nó ác dữ vậy chị ơi, là chị. Chị la làng lên để cho mấy thằng chó đẻ ở ngoài Ba Đình nó lên nó gõ đầu những cái thằng văn phòng ở chợ quận 7 phường Tân Phong chị ơi, là chị la cho thằng Đinh Lập Phong đập đầu cái lũ chó đẻ văn phòng ở chợ quận 7 phường Tân Phong đi chị ơi, là chị. Ở đó, ở đâu? Chợ quận 7 phường Tân Phong là ở đâu? Ở đâu? Bây giờ người dân ở Việt Nam không biết la làng sao, lên cứ thứ việc đưa cho Lisa những cái tin tức này. Cái đám chó đẻ tôi bay ở chợ Tân Phong đó, ở chợ quận 7 phường Tân Phong đó, tụi bay nghe cái lời nói của Lisa đó, tụi bay suy nghĩ là đi. Tụi bay làm nó vô đường cùng quá rồi, chính tụi bay là người hại đảng. Tụi bay ác quá vậy, người ta làm ăn mà vấn đề là bây giờ tụi bay làm người ta không có gì, chứ khóc quá trời khóc thôi kìa. Tụi bay làm gì người ta giữ vậy, người ta bán có một cái thúng để ta ăn Tết thôi mà làm gì giật mẹ người ta cho gì. Chị ơi nguyên là như thế này. Trời ơi là trời, chị ơi, má em già rồi, năm nay 69 tuổi, ở nhà đi vay tiền để mua nếp về làm bánh tét bán. Chị ơi là chị, em vừa nấu bánh tét xong chỉ được có 30 đòn ra bán đi kiếm tiền, nó lấy hết 30 đòn rồi, em kêu trời kêu đất. Chị ơi là chị, có 3 ngày Tết mà nấu bánh tét đi ra bán đi kiếm tiền ăn Tết mà cũng không được đó, trời ơi là trời. Em chạy lên trên cái chỗ mà phường nhất này là Tân Phong đó, em đập đầu mẹ nó lên đi, hoặc là em đốt mẹ nó trên chảnh luôn đi, em quậy mẹ nó lên luôn, làm lớn chuyện luôn đi, chứ giờ khổ quá rồi làm sao. Đó, bây giờ chỉ có 30 đòn bánh tét mà nó gom mẹ của người ta, thằng chó đẻ nào mà ở phường Tân Phong nghe chưa. Tụi bay phải vấn đề là cái bằng là trả lại tụi bay mà dẹp chợ tụi bay coi chừng đó. Đây là hậu quả của những người dân Việt Nam không dám đứng lên đó. Bây giờ vô khóc lóc với chị làm được cái gì. Chị ơi là chị ở đường Tân Quý quận Tân Phú nè chị ơi. Sao chị coi coi chuyện gì. Em gửi cho chị cái video. Mưa đó hả. Thánh tù ơi, bông qua nó trôi vậy đó hả. Trời ơi,
Điềm gỡ đó em. Đây là mưa nó trôi, nó ào ào như vậy là nước mắt của người dân đó. Trong năm 2017 này mà người dân không có đứng lên, các tổ chức không đoàn kết lại, quân đội không nổi lên, thì kể như là đầu rơi xuống đất mà máu đổ thành sông. Chị đã nhìn thấy được cái viễn cảnh nó như vậy rồi. Nha. Yeah. Chắc chắn cuộc chiến của Hoa Kỳ và Tàu Cộng sẽ nổ ra kịch liệt. Mặc dù thằng Tàu Cộng bây giờ nó giả bộ, nó nan nỉ, nó muốn cầu hòa với chính quyền của Donald Trump, nhưng mà Donald Trump không bao giờ mà chấp nhận được để cho nó ngang tàn ở Biển Đông để mà chiếm đi quyền lợi của Hoa Kỳ. Bởi Hoa Kỳ là những chuyến hàng đi ra vào những cái con đường này, cho nên Hoa Kỳ không để cho thằng Tàu nó tắt hoài tắt quá như vậy được. Hoa Kỳ cũng có thể xé thằng Tàu Cộng ra thành trăm mảnh trong nay mai. Ông Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đi gặp Mông Cổ và đã gặp, vấn đề là kêu bằng là chuẩn bị gặp ông Donald Trump sẽ lấy lại đất nước Tây Tạng là đầu tiên, kế đó là Tân Cương. Còn người dân Việt Nam thì kể như thằng Tàu nó suy nghĩ rồi, nếu lỡ Tây Tạng mà nó đã tuyên bố độc lập hoặc là Hồng Kông độc lập rồi thì chính sách của Tập Cận Bình con đường tơ lụa là chỉ đi xuống ở dưới vùng của, vấn đề là kêu bằng là Việt Nam, Lào, Campuchia, nó chỉ giữ ba nước đó thôi, nó để cho những nước kia, vấn đề là công bố độc lập. Kể cả luôn thằng Đài Loan cũng vậy. Nó không dám đụng tới. Nha. Yeah. Ừ. Nó không dám đụng tới đâu. Cho nên các bạn nên yên tâm đi. Nha. Yeah. Chiến tranh sẽ xảy ra. Chắc chắn là chiến tranh sẽ xảy ra. Nhưng mà liệu coi như thế nào. Nha. Yeah. Ừ. Liệu coi như thế nào. Rất là đau khổ. Đất nước Việt Nam chuẩn bị chinh chiến. Các bạn biết ngày hôm qua đó, chứng khoán của Hoa Kỳ nó lên 20.000 điểm. Lịch sử 120 năm chưa bao giờ sàn chứng khoán Hoa Kỳ chỉ một ngày thôi là nó tăng vọt lên tới 20.000 điểm như vậy. Ai đầu tư chứng khoán thị trường ngày hôm qua thì kể như là họ no cơm luôn. Ở bên Mỹ này có hai cái thị trường chứng khoán, một là ở tại Chicago, Illinois, hai là ở tại New York. Lisa cũng đã chơi chứng khoán trước kia một thời gian. Sau này Lisa không có chơi nữa. Lisa chơi với vấn đề là kêu bằng là Nhật Bản. Lisa không chơi thị trường chứng khoán nữa. Cho nên bây giờ tiền bạc của Lisa là Lisa gửi vô cho chính phủ Mỹ vay để đầu tư cho quân đội. Và bây giờ Lisa rất là vui mừng bởi vì ông Donald Trump đã tăng cường ngân sách cho quân đội để cho Hoa Kỳ sẽ trở thành một đất nước siêu cường quốc. Nha. Yeah. Bởi vậy mà cho nên các bạn ở Việt Nam hãy mạnh mẽ lên đi. Với cái chính sách của ông Donald Trump này thì thằng Tàu Cộng nó không dễ dàng mà nó tràn qua Việt Nam đâu. Nếu mà các bạn đứng lên, mà quân đội đứng lên, mà nếu thằng Tổng Lú mà nó ra lệnh cho quân đội của thằng Tàu hoặc nó kêu thằng Tập Cận Bình gửi quân đội ra thì chắc chắn Lisa bảo đảm với quý vị 100% Hoa Kỳ sẽ bước vô ngay tức khắc. Bởi vì những người con cháu của Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay người ta cũng đang ở trong quân đội của Hoa Kỳ. Bởi vậy mà cho nên liệu cái phe mà thân Tàu Cộng nó có trụ được hay không khi mà Donald Trump khai quả với thằng Tàu Cộng. Ở Việt Nam bây giờ hai phe rõ rệt. Một phe của thằng Tổng Lũ là theo Tàu muốn bắt nước Việt Nam. Còn một phe theo Mỹ là bây giờ người ta muốn cho người dân phải có tự do, phải có vấn đề là kêu bằng là chống lại cái phe thân Tàu như vậy. Cho nên cái phe thân Tàu Cộng nó cố tình nó muốn diệt những cái phe nào mà theo Mỹ. Và những cái phe theo Mỹ cũng không có mà lập lờ giống thằng Ba Dũng đâu. Cũng không có giả bộ là theo Mỹ rồi bắt đầu cũng phải yêu đảng, yêu bác. Không có cái chuyện đó đâu. Đã theo Mỹ là phải diệt trừ đảng đi. Theo Mỹ là xóa đảng đi. Theo Tàu là xóa nước Việt Nam. Những người ở trên thế giới người ta đưa ra hai câu bình luận. Ở Việt Nam Đảng Cộng sản bây giờ chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Phe nào theo Tàu thì kể như mất nước, mà phe nào theo Mỹ thì kể như phe đó thì kể như mất đảng. Chỉ có hai con đường thôi. Theo Tàu là mất nước, mà theo Mỹ là mất đảng. Anh không thể theo Mỹ mà còn đảng đị được.
Cho nên các bạn ở Việt Nam phải mạnh mẽ hơn. Những người nào mà cấp tiến ở tại Việt Nam, nhìn thấy quê hương đất nước Việt Nam, phải nhìn rõ ra để mà nắm bắt thời cơ. Khi thấy toàn dân xuống đường, phải tạo mọi điều kiện. Một khi nó điều động tới quân đội sẵn sàng quay xuống lại, giống như là ở tại bên vấn đề là kêu bằng ở làng Nga. Thời ông Góc Ba chết, tới bây giờ ông chết mà người dân Nga người ta vẫn thương xót. Khi mà các bạn biết rằng, khi mà vấn đề là ông Góc Ba chết, mà vấn đề là ra lệnh cho quân đội không có quay xuống lại, vấn đề là bắt người dân, mà phải đứng vào người dân để quay đầu lại chính trị bộ của vấn đề là Liên Xô, khiến cho Liên Xô nó sụp đổ, nó không còn nữa. Và đương nhiên bầu lên ông Tổng thống là Góc Ba chết. Cho nên ông Góc Ba chết là cha đẻ của vấn đề là người Liên Xô, người Nga ngày hôm nay. Liệu Việt Nam có ai mà nói gương theo ông Góc Ba chết để mà thay đổi cả một thể chế chính trị mà không còn tiếng súng? Liệu có ai làm được cái điều này không? Nếu một người nào đó ở Việt Nam mà đang nắm quyền lực hoặc là không nắm quyền lực bây giờ mà đã làm nên ngoạn mục như vậy thì chắc chắn dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam luôn luôn nhớ ơn. Đây là cái điều mà Lisa muốn thử thách xem coi những người ở tại Việt Nam có được hay không. Bởi vậy cho Lisa những này là mong như vậy đó. Lisa mong như vậy đó. Cho nên trong năm 2017, Lisa kết lại rằng thời điểm đã chín mùi, toàn dân phải đoàn kết với nhau, không nghe bất kỳ những cái luận điệu nào. Ai mà đi ngược lại bánh xe lịch sử sẽ bị nghiền nát như tương tàu. Ngày hôm nay năm 2017 là năm của tự do, năm của dân chủ, năm của khai dân trí, năm mà người dân Việt Nam phải mạnh mẽ và đứng lên. Không có một lý do gì mà phải để cho người dân Việt Nam phải cúi đầu để chờ đợi từ từ nước Việt Nam sẽ lọt vào tay của thằng Tàu Cộng cả. Cho nên các bạn nên nhớ nha. Những phe quân đội cũng nhớ nha. Những thằng mà nhận lệnh của những thằng chó đẻ chỉ huy mà nó ra lệnh ra quách đồng bào là phải người nghi ngờ nó là ai liền nha. Bắt đầu đi ra đây giả bộ cũng giả bộ đánh đập, giả bộ ra xua đuổi người dân, nhưng mà rỉ ta là tôi không đánh đâu, cứ gì tha hồ biểu tình đi, tha hồ biểu tình đi không sao đâu nha. Đó, thì những người như vậy thì người dân hãy nên đừng có đập họ, đừng có giết họ. Còn thằng nào mà giơ tay cao lên đó là nhớ mặt nó, sau này đập chết mẹ nó. Các bạn biết mà ngày xưa đó, cái cộng sản của những đây là Đông Đức đó, họ bắt đầu là kêu bằng cầm súng đó, mà người nào mà bò ra biên giới hoặc đứng lên đó là họ ra lệnh đó là phải bắn chết mẹ liền. Có một hai thằng nó thẳng tay nó bắn vào dân, nhưng mà có những người không bắn vào dân. Sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ rồi, Tây Đức và Đông Đức đã vấn đề là trở thành một khối tự do bây giờ rồi, thì người ta xét xử những cái thằng đó. Những thằng đó ra tao nói mắt nó khóc, tôi nhận được lệnh của cấp trên, tôi nhận được lệnh của thằng chỉ huy. Người ta nói anh nhận được lệnh chỉ huy nhưng mà anh không có cái đầu suy nghĩ, anh vẫn bị tù như thường. Bởi vì thằng chỉ huy của anh nó quá độc tài, nó quá khốn nạn, nó ra lệnh cho anh quay lại bắt dân tộc và đồng bào của anh mà anh vẫn nghe, chứng tỏ rằng là anh không có cái đầu suy nghĩ, cho nên vẫn phạt những cái người mà cầm súng quay lại để mà bắt người dân ở tại vấn đề là cái bằng là Đông Đức. Và cho tới bây giờ luôn, còn những thằng mà ra lệnh chỉ huy là bây giờ hả xử tử hình hoặc là nó quản hồn, nó bỏ, nó chạy mẹ nó trơn. Tới lúc mà khi mà người dân mà lòng dân mà ở tại Đông Đức thời đó, người ta nổi lên đòi tự do rồi, tao nói nguyên cả một chánh trị bộ của Đông Đức, nó chạy lẹ làng hết trơn, nó chạy không còn cái gì hết. Mà bà thủ tướng Đức bây giờ ngày xưa là người cộng sản và vấn đề là nằm trong nội bộ, bà thấy rõ ràng. Bởi vậy mà cho nên đây là một bài học mà Lisa nói cho những người ở tại Việt Nam, nhất là những thành phần cơ động, những thành phần công an, hãy nghe lời cấp trên của những thằng súc vật tình báo Hoa Nam mà quay súng lại bắt đồng bào của mình, giết đồng bào của mình là một điều sai lầm trầm trọng mà sau này tụi bay cứ đừng có nhớ, nghe chưa? Một thằng chó đẻ nào mà ngồi ở cấp trên mà ra lệnh là tụi bay hãy nên cho người dân tràn lên đập chết con đĩ mẹ nó ngay. Bởi vì mày cũng là người Việt Nam, tại sao mày ra lệnh cho những là bắn giết người Việt Nam? Mày là thằng nào? Thằng nào? Nha. Chị Lisa ơi, chị Lisa tới giờ rồi kìa chị, 45 phút rồi chị ơi. Rồi xong. Cho nên hôm nay Lisa tóm lại rằng là tất cả những người Việt Nam sẽ đồng loạt
đứng lên để đòi cái quyền của mình nha, và kêu gọi những người nào mà trong công an, trong quân đội cũng đừng bao giờ nghe lệnh nào của thằng chó đẻ nào cấp trên mà để quay đầu lại để mà đàn áp bắn giết đồng bào của mình khi đồng bào đã đứng lên để đòi cuộc biểu tình. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Chương trình Khai Dân Trí đã hết. Cảm ơn tất cả mọi người. Lisa sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Khai Dân Trí ngày mai. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Bye bye.